Đó là những lao động tự do như bán vé số dạo, xe ôm, giao hàng, thợ xây dựng. Ai cũng biết làm việc dưới thời tiết khắc nghiệt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng không ai dám nghỉ vì tất cả đều là trụ cột của gia đình. Từ đầu năm cho đến nay, Bà Rịa Vũng Tàu liên tục xuất hiện các đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ lên đến 35 đến 37 độ C. Trong khi đó, Bà Rịa Vũng Tàu có hàng chục ngàn lao động tự do phải lao động trực tiếp ngoài trời. Nếu không có các biện pháp che chắn, bảo vệ phù hợp, sức khỏe lẫn hiệu quả công việc và sự an toàn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Về lao động làm việc ở ngoài trời nắng nóng thì chúng ta cần phải có các phương tiện che chắn như là mũ rộng vành, ô hoặc là các phương tiện và quần áo bảo hộ, phòng hộ để giúp cho cơ thể tránh được cái tác hại của nắng nóng gây ra. Đồng thời chúng ta phải mang theo nước để thường xuyên bổ sung, tránh cái tình trạng mất nước cơ thể gây ra các rối loạn như là say nắng, say nóng và sốc nhiệt. Trong trường hợp mà chúng ta phải ra ngoài thời gian quá dài thì chúng ta phải chú ý là những cái triệu chứng gợi ý mà chúng ta cần phải đi vào nơi râm mát để nghỉ ngơi, đó chính là các cái dấu hiệu như là đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, choáng váng hay là thấy tê tay chân, khó thở, tức ngực.